難しいですか？楽勝、楽勝、楽勝だって。楽勝。Anh Dũng ơi, cho em hỏi tí. Nào em đọc sách ngữ văn lớp 6 á, có một cái bài có nói là chỉ từ. Cái chỉ từ là gì anh biết không? Chỉ từ. Cái gì? Chỉ từ á? À, để anh Google cái. Nghe nhé, nghe anh đọc nhé. Chỉ từ là những từ dùng để chỉ vào vật. Chỉ vào vật nhằm xác định vị trí của vật trong không gian. Không gian cũng như thời gian, trong không gian và thời gian nhé. Hiểu không? Còn nữa này, chức năng của nó này là phụ ngữ trong một cụm danh từ, làm phụ ngữ của cụm danh từ. À, khó hiểu quá. Anh giải thích thêm cho em đi. Khó hiểu quá. Phụ ngữ tức là nó đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó. Cái này trong tiếng Việt á là này, đây, đó, kia này, đúng không? Thì sẽ là cuốn sách này, cuốn sách đó, cuốn sách kia, đúng không? Trong tiếng Nhật đơn giản thôi, nó là kono, là này, cuốn sách này, kono hon. Sono là đó, sono hon. Ano là kia, cách xa cả người nói và người nghe. Kia, kia. Ano hon, cuốn sách kia. Ok. Anh giải thích nốt cái chức năng thứ hai của nó nhé. Chức năng thứ hai của nó là làm chủ ngữ trong câu. Chủ ngữ trong câu nghĩa là thế nào? Nghĩa là đây là, đó là, kia là. Ok, em hiểu không? Đây là cái điện thoại di động chẳng hạn. これは, これは, tức là đây là, đúng không? これは携帯電話です. Bây giờ chúng ta muốn đặt một câu hỏi là đây là cái gì? Thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào? Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ nói rằng là これは何ですか? Nan là cái gì nhá? Và chúng ta cộng thêm desu ka vào. Kore wa nan desu ka? Và chúng ta cứ thế mà trả lời thôi. Kore wa hon desu. Kore wa manga desu. Đây tức là ở gần người nói này. Đó thì tức là ở gần người nghe này. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải quá chú ý đến việc đó đâu. Vì nếu mà gần người nghe, hai người ngồi cạnh nhau như thế này, đúng không? Thì mình cũng nói thì đây là cái gì, hoặc là nói đó là cái gì cũng ok, không vấn đề gì cả. Và chỉ có các bạn chỉ để ý là cách xa cả người nói và người nghe thôi, thì chúng ta sẽ nói rằng là đó là are, are wa nan desu ka. À, trong bài học lần trước thì các bạn đã học trợ từ wa rồi, đúng không? Sau đây thì mình dạy tiếp hai trợ từ mới, đó là trợ từ no và trợ từ mo. Nhất trợ từ no, chức năng của nó là nối giữa hai danh từ. Trong tiếng Việt mình có nghĩa là của, tuy nhiên nó hơi bị ngược một chút, nó hơi bị đảo ngược một chút nhé. Có một ví dụ như thế này, trong tiếng Việt muốn nói là cuốn sách của tôi, đúng không? Thì từ cuốn sách bao giờ đứng trước tôi, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Nhật sẽ ngược lại hoàn toàn, đúng không? Tôi phải đứng trước trong câu. Trong cái câu nói ra tôi phải đứng trước, tôi của cuốn sách, ngược lại như thế. Watashi no hon. Ok, wakatta kana? Nhắc lại một lần nữa nhé, trong tiếng Việt mình cuốn sách của tôi thì chúng ta sẽ phải nói trong tiếng Nhật là watashi no không. Ok. Cuối cùng là trợ từ mố nhá. Trợ từ mố rất đơn giản thôi, trong tiếng Việt mình tương đương với từ là cũng. Đó cũng là cuốn sách của tôi. それも私の本です。それも私の本です。Tôi cũng là người Việt Nam, đúng không? 私もベトナム人です。Anh ấy cũng là người Việt Nam, đúng không? 彼もベトナム人です。Ok. Rất là đơn giản, đúng không?
はい。これは何ですか？これはプリンターですね。プリンター。プリンターですね。